Xin chào các bạn học sinh lớp 5. Hôm nay chúng ta học chủ đề 3, công ơn người thầy. Bài 1, vẽ tranh đề tài tự chọn. Chuẩn bị đồ dùng học tập. Chúng ta sẽ chuẩn bị giấy A4, màu, gôm, bút chì và thước vẽ. Nội dung cần đạt của bài học ngày hôm nay đó là chúng ta phải chọn được nội dung đề tài để vẽ. Hai là chúng ta sẽ vẽ được cái bức tranh đề tài theo đúng. Chúng ta sẽ cùng đi vào phần xem tranh để chúng ta chọn những cái chủ đề yêu thích thì chúng ta vẽ. Đầu tiên đó là tranh phong cảnh. Tranh về nội dung giáo viên và học sinh, đề tài 20 tháng 11. Tiếp theo là bức tranh về cảnh vật, phong cảnh. Đây cũng là một bức tranh về đề tài phong cảnh. Đây là bức tranh về đề tài giao thông, quê hương. Có rất là nhiều nội dung để chúng ta có thể lựa chọn. Rồi, chúng ta xem một số tranh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cách vẽ. Cô sẽ ôn lại cho các bạn cách vẽ tranh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có bước 1. Chọn nội dung và vẽ khung hình chung. Chúng ta sẽ vẽ cái khung hình chính phủ. Sau đó chúng ta qua bước 2, vẽ phác hình chính phủ. Bước 3 là chúng ta sẽ vẽ chi tiết cái hình chính phủ. Và bước 4 chúng ta sẽ tô màu. Như vậy, cô vừa ôn lại cho các bạn 4 bước vẽ một tranh có nội dung đề tài tự chọn. Chúng ta sẽ qua phần thực hành vẽ. Vẽ một tranh đề tài tự chọn và tô màu theo ý thích. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt và nhiều sức khỏe.